Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Thưa quý vị, tình hình lũ lụt ở Hà Nam lan rộng về phía Bắc và hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán và chuyển đi. Lượng mưa lớn tàn phá Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam và các thành phố xung quanh trong nhiều ngày đang lan ra phía Bắc của tỉnh, buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm nghìn cư dân thành thị và nông thôn. Mưa lớn ở Hà Nam đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 8 người mất liên lạc và hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng, theo Đài Truyền thông Nhà nước Trung Quốc CCTV và Tân Hoa xã hôm thứ Năm. Theo Reuters và một số báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, khi lượng mưa lớn dần di chuyển về phía Bắc, nhiều khu vực thành thị và nông thôn ở phía Bắc tỉnh Hà Nam bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ cao nhất cho 4 thành phố phía Bắc: Tân Hương, An Giang, Hebei và Yeoju vào đầu giờ ngày thứ Năm. Khi đó, lượng mưa ở các thành phố này đã vượt quá 50 mm vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm. Vài ngày nay, lượng mưa tích lũy ở tất cả các thành phố đã vượt quá 100 mm. Những thành phố này và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn đang phải đối mặt hoặc đã bị ngập úng nghiêm trọng và các mối đe dọa lũ lụt. Trụ sở chính của Phòng chống lũ và cứu trợ thảm họa ở An Giang ở tỉnh Hà Nam hôm thứ Năm đã ban hành thông báo khẩn cấp rằng tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố đã bị đình chỉ, tất cả các doanh nghiệp và cơ quan trong thành phố, ngoại trừ các nhân viên cứu hộ và cứu trợ thiên tai và nhân viên trực nhà. Tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe đều đã được sơ tán. An Giang đã hứng chịu trận mưa lớn kể từ hôm thứ Hai và lượng mưa tích lũy đã vượt quá 600 mm. Thành phố cũng đã sơ tán 73.000 người. Thành phố Tân Hương đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lên tới 812 mm trong khoảng thời gian từ thứ Ba đến thứ Năm, nhiều lần phá vỡ các kỷ lục lịch sử của địa phương. Tất cả 7 hồ chứa cỡ trung bình ở thành phố Tân Hương đã làm ngập các con đê và nhấn chìm hàng chục ngôi làng và thị trấn gần đó. Trận mưa xối xả ở Tân Hương không chỉ khiến 470.000 cư dân trở thành nạn nhân mà còn khiến 55.000 hecta hoa màu bị ngập lụt. Để giảm bớt tác động của thảm họa, chính quyền thành phố đã tổ chức một đội cứu hộ gồm 76.000 người. Trịnh Châu, nơi hứng chịu trận mưa xối xả trong gần một tuần, cuối cùng đã được thông thoáng vào thứ Năm. Trụ sở Phòng chống lụt bão và cứu trợ thiên tai Trịnh Châu ngay lập tức thông báo rằng mức ứng phó khẩn cấp của kiểm soát lũ lụt cấp 1 sẽ được hạ xuống cấp 3. Nhưng nước ngập sâu đến thắt lưng có thể nhìn thấy khắp nơi và một số tuyến phố trong thành phố vẫn chìm trong nước hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ dùng xuồng cao su chở nạn nhân đến nơi an toàn. Một số người đội đồ đạc cá nhân lên đầu, từ từ lê bước qua vùng nước đọng. Một số người đứng trên nóc ô tô chìm nửa nổi chờ lực lượng cứu hộ đến giúp. Một phóng viên của Reuters tại Trịnh Châu đã quan sát thấy một chiếc máy xúc đang lái trên mặt nước, mang theo một số nạn nhân được cứu trong người. Trịnh Châu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa lũ lụt do lượng mưa lớn này gây ra. Thứ Ba tuần này, Trịnh Châu đã có một trận mưa lớn hơn 200 mm trong vòng 1 giờ. Trong 3 ngày từ thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba, lượng mưa tích lũy của thành phố cao tới 617,1 mm, gần như đạt được lượng mưa thông thường hàng năm là 640,8 mm. Một nhân viên cứu hộ được phỏng vấn bởi Reuters nói với điều kiện giấu tên, cho biết đội cứu hộ của anh ấy đã giải cứu khoảng 1.000 người từ một cộng đồng vào thứ Tư và họ đã dự định giải cứu 1.000 người khác vào thứ Năm. Một số người miễn cưỡng rời khỏi nhà của họ miễn là họ có thức ăn, người cứu hộ cho biết. Bởi vì nếu họ rời khỏi nhà, họ không có nơi để đi, nhưng nếu họ hết thức ăn, họ sẵn sàng đi cùng chúng tôi. Một người dân Trịnh Châu họ Su nói với Reuters rằng anh ta đã bị mắc kẹt nhiều ngày trong căn hộ cao tầng cùng vợ và 2 con mà không có nước. Chúng tôi không có nước, không có điện và không thể tắm. Chúng tôi phải giữ nước dùng để dội nhà vệ sinh. Người dân này nói, tôi đã sống ở đây được nhiều năm rồi và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Ông Su cho biết gia đình ông đã kiên nhẫn đứng trước cửa căn hộ của họ chờ tàu cứu hộ đến đưa họ đi. Trong số 33 người chết trong thảm họa lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, có 12 người chết trong hệ thống tàu điện ngầm Trịnh Châu, nơi bị ngập do mưa và không thể cứu hộ. Chính quyền thành phố Trịnh Châu tiếp tục giữ cho hệ thống tàu điện ngầm hoạt động bình thường sau trận mưa lớn đã được Cục Khí tượng Trịnh Châu ban hành ít nhất 5 lần cho đến 6 giờ chiều thứ Ba. Khi bức tường chống thấm của tàu điện ngầm bị cuốn trôi và các toa tàu điện ngầm bị cuốn trôi, việc tạm dừng dịch vụ chỉ được thông báo khi các làn đường và nhà ga đã ngập trong nước, khiến người ta lần lượt nghi ngờ về thảm họa tự nhiên hay nhân tạo. Mặc dù lượng mưa lớn ở Trịnh Châu lần này rất dữ dội, nhưng các biện pháp kiểm soát lũ lụt chậm chạp của chính quyền thành phố, các biện pháp ngăn chặn không đầy đủ ở khu vực đô thị chính và việc bắt tàu điện ngầm muộn cũng là một trong những nguyên nhân khiến nước mưa chảy ngược và khiến hành khách trên tàu điện ngầm tử vong. Tuy nhiên, số người chết chính thức đã làm dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một cư dân mạng cho biết đường hầm Trinh Quang, một đường hầm dài 4 km đã bị nhấn chìm và san lấp trong vòng 5 phút. Những chiếc xe bị bỏ rơi gần lối ra chạy hết và những người ở xa không thể tưởng tượng được nó phải tuyệt vọng như thế nào trong đường hầm. Theo số liệu của Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng tới 3,004 triệu người tại 877 thị trấn và thị trấn thuộc 103 quận, thành phố, huyện của tỉnh Hà Nam, 33 người chết và 8 người mất liên lạc do thảm họa. Tỉnh đã di rời khẩn cấp 376.000 người đến nơi tránh nguy hiểm, đồng thời di rời khẩn cấp và tái định cư cho 256.000 người. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 215,2 ha. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 1,22 tỷ nhân dân tệ, khoảng 189 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, với sự hình thành của một rãnh gió mùa dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc, ở miền Nam Trung Quốc, Hồng Kông đã bị ảnh hưởng bởi mưa rào kể từ giữa tháng này khi rãnh gió mùa di chuyển đến bờ biển phía Nam Trung Quốc vào tuần qua. Luồng không khí Tây Nam hoạt động liên quan cũng bắt đầu di chuyển, ảnh hưởng đến Hồng Kông cùng một lúc. Nó bắt đầu xuất hiện sau khi màn đêm buông xuống, thường xuyên có mưa rào lớn và dông nghiêm trọng. Cảnh báo mưa bão màu vàng tiếp tục có hiệu lực từ tối đến nửa đêm ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian này, một số khu vực trên đảo Hồng Kông và đảo Lan Đầu ghi nhận lượng mưa vượt quá 70 mm mỗi giờ. Chỉ báo mưa bão màu đen, quận Cửu Long và Quỳ Thanh ghi nhận lượng mưa hơn 200 mm chỉ trong vài giờ. Ngày hôm sau, khi gió Tây Nam mạnh thêm, thời tiết càng xấu đi, tổng lượng mưa là 546,2 mm được ghi nhận tại Đài Thiên Văn Hồng Kông trong 2 ngày. Bắt đầu từ lúc mặt trời mọc vào, vùng sông bão nghiêm trọng bắt đầu ảnh hưởng đến Hồng Kông. Mưa tiếp tục trên diện rộng đảo Lan Đầu, Thuyền Loan, quận Quế Thanh và khu vực thâm thủy bộ, thậm chí còn vượt qua chỉ báo mưa đen khoảng 70 mm mỗi giờ vào đầu vùng lãnh thổ mới khu vực phía Bắc, thậm chí còn duy trì mức mưa đỏ trong vài giờ, và một số khu vực thậm chí còn ghi nhận hơn 80 mm mỗi giờ. Lúc 8 giờ 35 phút sáng, cảnh báo mưa bão màu hổ phách lại có hiệu lực. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một trận lở đất trên sườn đồi trên đường Bố Ôn ở Vạn Trại đã ảnh hưởng đến các trường tiểu học, nhà thờ và trung tâm chăm sóc trẻ em cạnh đường Kennedy, khiến 100 người phải sơ tán. Sau đó, sử dụng máy dò sự sống để kiểm tra xem có ai bị mắc kẹt hay không, và cuối cùng xác nhận rằng không có ai bị mắc kẹt và không có thương vong. Trên đảo Lan Đầu, hòn đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, lượng mưa cao nhất được ghi nhận trong một giờ đã vượt quá 100 mm và trời vẫn đen trong vài giờ cho đến trưa. Vào khoảng 10 giờ sáng, một bức tường chắn từ Thạch Mục Ca đến Bắc Công Âu trên đường Tùng Trung tại Lan Đầu bất ngờ bị sạt lở và đất lở làm đường ngập Tùng Trung của đảo Lan Đầu. Rất đông du khách đến tu viện Polin phải đi bộ xuống dưới chân núi khi trời mưa lớn. Đến trưa, vùng dông bắt đầu suy yếu nhẹ, mưa dù đã giảm xuống dưới nhưng mưa lớn vẫn tiếp diễn trên diện rộng nên cảnh báo mưa vàng vẫn phải có hiệu lực. Trong thời kỳ này, nhiều ngôi làng dưới chân Thái Mạo Sơn ở Thuyên Vạn, chẳng hạn như làng Phù Dung Sơn, làng Quảng Ban Thiên, làng Mộc Miên Hạ, làng Lão Vệ và học viện Viên Viên liên tiếp bị lũ lụt và một lượng lớn nước bùn màu vàng giống như thác nước. Chúng đổ xô từ trên núi dọc theo con đường vào làng đến đường cao tốc Thuyên Cẩm. Trong thời gian này, một chiếc taxi vừa đến và bị mắc kẹt trong lũ và hành khách đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu. Rất may mọi người đều an toàn. vào lúc chạng vạng tối, một vụ lở đất cũng xảy ra ở làng núi Phù Dung gần đó. Đến khoảng 9 giờ tối, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được một nam dân làng bị mắc kẹt dưới trận lở đất, nhưng anh ta được xác nhận là đã chết. Ngoài Thuyên Vạn, một số ngôi làng ở Tuyên Mân, Nguyên Long và Phát Hưng cũng bị ngập lụt và một số dân làng cần sự hỗ trợ của lính cứu hỏa để thoát khỏi nguy hiểm. Ngoài các khu vực nêu trên, lũ lụt, cây đổ và sạt lở đất cũng xảy ra ở nhiều nơi trên khắp Hồng Kông trong ngày hôm đó. Tổng cộng có 28 trận lũ lụt, 97 cây đổ và 59 vụ lở đất đã được báo cáo trên khắp Hồng Kông vào ngày hôm đó. Cảnh báo mưa bão màu hổ phách đã bị hủy bỏ lúc 21:10 sau gần 13 giờ. Đài Thiên Văn Hồng Kông đã ghi nhận tổng lượng mưa là 303,3 mm trong một ngày, lượng mưa trong một ngày cao thứ hai trong tháng này. Không giống như trận mưa lớn chưa từng có cũng ghi nhận lượng mưa tích lũy cao vào tháng 5, mặc dù trận mưa trước đó có diện tích rộng hơn nhiều so với lần này và mưa kéo dài chưa đầy 10 giờ. Toàn bộ điểm được ghi lại bởi trụ sở Đài Thiên Văn Hồng Kông. Tuy nhiên, lượng mưa kỷ lục 145,5 mm, lượng mưa được ghi nhận từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng chỉ trong 1 giờ. Ngược lại, trận mưa xối xả năm ngoái và một ngày trước đó có đặc điểm là cường độ mưa thấp. Nhưng mưa diện tích rộng tuy chỉ thấp hơn 3,8 mm so với tổng lượng mưa của trận mưa bão năm ngoái. Tổng lượng mưa ngày của trận mưa này lên tới 307,1 mm nhưng cũng đủ khiến lượng mưa ở Hồng Kông kéo dài trong thời gian dài. Ngoài ra, cảnh báo mưa bão màu hổ phách, các tín hiệu cảnh báo có hiệu lực cùng ngày bao gồm cảnh báo rông bão, cảnh báo sạt lở đất, báo cáo đặc biệt về lũ lụt ở Tân Giới phía Bắc và tín hiệu gió mùa mạnh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!